mình cứ ở đấy Thế em cũng thấy lạ lạ, cũng phải tìm hiểu kỹ xem như ở nào đó đấy chứ. bây giờ mình cứ gặng hỏi người ta, ta sợ, sợ tỏ vẻ sợ hãi như thế. Người ta là sợ làm đấy, như vừa lấy em ấy bảo là có thằng là nó bán xuống dưới đấy. Thế là bây giờ người ta sợ không, ở em lại. nghĩ là bán thì không phải đâu, mà chắc là sợ quá thì nghĩ bảo bảo bán đi. Em nghĩ là chắc là rủ dê hoặc là bảo xuống đi làm chứ ai bán. Thời đại bây Thật giờ thời về đại nếu là mà bán không bán là được, khó lắm, bán tại khó lắm, mà bán thì bán chỗ khác chứ bán gì ở bán đất nước mình. Thế thì anh ấy Thật nghĩ là chắc là sợ quá nói vậy thôi. do cũng xuống đây đây làm, nhưng mà do cái kiểu là hình dáng người ta ấy, người ta không Nhìn phải bị là tạng, đấy đâu, người ta à bị cái bệnh, nhìn em nhìn giống bệnh 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 cái tạng bệnh đấy nó gọi là bệnh, chỉ là cái màu da màu bên da bên ngoài thôi, nên là chắc là người ta xa lánh, nên là bây giờ cái kiểu người ta sợ ấy. sợ bị kỳ thị, sợ mình là bị kỳ thị. thì em thấy bảo là bị kỳ thị nhưng người là đuổi đấy. Bản thân em là cũng từ nhỏ hàng đến mới cảm giác nó như nào rồi. Bây giờ làm cách nào mà hỗ trợ bạn ấy, nhưng mà giờ bạn ấy lại cứ tránh xa mọi người, không có dám vào đâu, có dám cho lại gần đâu. Thì anh em mình sẽ tiếp xúc từ từ Đó dần thì dần để anh em mình em suy đang nghĩ, bảo anh rồi nhưng là mà điều phải quan trọng bây giờ là anh em mình phải về, chu cấp thực phẩm cho em bạn chứ vừa vào là chỉ có mỗi mấy củ sắn đi. trước đấy. Bây giờ mình sẽ về mình xem là xem có cái đồ đạc thì mình sẽ đi, anh em mình sẽ mang đồ lên để ấy, xong rồi anh em mình sẽ tìm hiểu dần để giúp người ta chứ. Cũng khổ thân nhỉ. Bây giờ mà không giúp thì cũng cảm thấy rất là thương người ta, như kiểu như gặp nạn ấy. Mà mình không giúp thì cũng thấy áy náy, mà bây giờ mình giúp thì người ta cũng sợ nọ sợ kia, người ta lại nghĩ nghĩ đấy. Cơ bản là người ta vẫn Cũng sợ mình khó. thôi, người ta sợ mình thôi, chứ thật sự người ta cũng rất cần sự giúp đỡ. Tất nhiên rồi chứ, mà người lạ mà. Anh em mình về xem ấy như nào, rồi mang đồ lên, rồi anh em mình tìm hiểu tiếp. Chứ bây giờ mà anh em mình vẫn chưa hiểu cái câu chuyện nó như nào cả. Thế thì như này đi, có gì mình phải có một người ở đây để xem người ta như thế nào, không người ta đi mất hoặc ấy thì có phải là nó đỡ mất công Đi đi không? đi. Thì Ok, hay thế thì Mạnh ở đây nhìn nhá. vâng Xong là anh em với Sinh sẽ là về xem là đồ đạc để cho nó mang lên. Đấy, nhưng mà em đừng 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 vào ấy, bởi vì nó người ta vẫn đang sợ. Đi đi em nhá. vào Đi đi. thì ở đây nhé, có gì gọi điện cho anh em nhé. Vâng. Xin chào mọi người nhá. Chào mọi người nhé. Thì vừa nãy anh em mình đã đi săn đấy, trong cuộc đi săn thì phát hiện ra cái bạn ấy ở trong nhà hoang. Thái độ của bạn ấy rất là sợ sệt, mà cũng không hiểu về không 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 hiểu rõ về không biết là câu chuyện của bạn ấy như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ là bạn ấy rất sợ sệt, không dám tiếp xúc với người lạ. Em thấy là bạn ấy hình như đang nướng khoai ăn. Đấy Ừ đúng thì rồi, cũng có vẻ như là rất là đói sao anh ạ. Một chân tay run lắm, mà anh mà lại còn thấy rét nữa. rét mà không có gì để làm cả. Anh thấy là nằm ở chỗ đấy có cái Thì thật đống sự lá mà là nó anh em mình thì cũng không biết rõ về cái hoàn cảnh và xuất thân của người ta, nhưng mà thật sự thấy cái cảnh như thế thì cái trước mắt là thấy thấy người ta thương, rất là thương người ta. Thì anh em mình có vội vàng chạy về và chuẩn bị được ít đồ ra để giúp đỡ người ta một tí trong cái lúc gọi là đang khó khăn như thế này. Thì đây là một cái bước đầu, anh em mình cố gắng làm được cái gì thì làm thôi. bởi vì là lúc đấy mình tiếp xúc ấy thì bạn ấy xa lánh, không muốn tiếp xúc với người lạ, nên là mình chỉ nghĩ ra bây giờ là chỉ mua cái đồ ăn này lên tạm thời cho bạn ở đấy, Còn là những cái lúc chỉ giúp chống đỡ. cháy lúc đầu người ta đang đói rét như thế thì mình giúp như thế thôi. Rồi còn tí nữa là mình khi mình mang lên mình Không sẽ biết là sẽ hỏi, phản ứng như nào nhỉ? mình sẽ hỏi Xem là hỏi kẽ cặn kẽ ra người ta như thế nào đi anh đi. đi Thôi đi đi anh em mình vào đi anh xem. em mình Không biết mang là đồ hay lên là thấy Mạnh bảo là hắn còn ở đấy thì chắc là vẫn còn đấy thôi. mà Thì em xách cho một ít. em xách cho anh đi. Mùa này là miền Bắc là rất Là là rét. rét, nên là mình chuẩn bị những đồ này thì hy vọng là sẽ có thể là giúp đỡ người ta, hoặc là tìm hiểu được tại sao mà bạn ấy ở đấy. Mạnh mạnh kìa. Sao sao rồi em ơi? Sao rồi? À vẫn trong đây à? Có cái biểu hiện gì không? Em vừa lúc em có mà đặt kéo rồi em bắn
cái nhà hơi vui, có vui sụt của thần chưa. Thì anh em mình vội quá thì chạy về nhà có cái gì thì làm đi một ít đây các bạn nhé. Em ơi, không có gì phải sợ em ơi. Không có gì phải sợ đâu. Bọn anh cũng chỉ muốn giúp em thôi mà. Đấy nhá, thì anh thấy em trong hoàn cảnh như thế thì bọn anh gọi là có một chút và đến giúp đỡ em thôi chứ không có ý gì đâu. Anh có chuẩn bị cho em cái đồ ăn để em ăn này. Nhưng anh thấy em ở đây mấy ngày chỉ có sắn xiếc rồi là ăn tạm bợ thế. Mà lại không có giường nằm. Để anh mang cho em cái chiếu với cái chăn này để em nằm thôi. Anh chỉ muốn giúp em thôi mà, không có đâu. Anh cứ để đấy. Một mình thì đây muốn giúp đỡ bạn thôi chứ không có ý làm hại hay là làm gì bạn đâu. Đây anh có chuẩn bị ít đồ ăn đây này. Bọn anh cũng chỉ muốn giúp em thôi, muốn tìm hiểu em như thế nào muốn giúp em thôi chứ không có vấn đề gì cả. Có cả ngô luôn đây. Đi. Thế em ở trên Đàng Sơn à? À. Thế tại sao em xuống đây xa thế? Anh bạn ở quê đây là như nào? Thế em ốm yếu rồi khác những người bình thường người ta đuổi em ạ. Thế này em là bị bệnh gọi là bệnh tạng. Thế là người ta nhìn thấy em như này là người ta kỳ thị à, người ta sợ đúng không? Vâng. Em nhìn em cứ tưởng là bị chóc chuốc cái anh ạ. Đầu thì nói chung là lúc đầu anh em thì cũng không thấy, nhưng mà bây giờ thì bọn anh cũng không có gì đâu. Thấy em hoàn cảnh như thế thì em bọn anh chuẩn bị cho một chút gọi là đồ ăn với lại cái chăn để mà em nằm. Em được khoác cái áo rồi, bài cho đỡ lạnh. Vâng, cứ khoác cái áo rồi đỡ lạnh. Cứ khoác anh đi ra đi. Em khoác vào cho đỡ lạnh em. Anh cứ đi ra. Em có quên thì anh đâu mà. Em có quên thằng anh đâu. Ừ thì tất nhiên là anh em mình thì không quen nhau rồi, nhưng mà thấy em như thế thì bọn anh cũng thấy trời rất là rét, thì có một chút gọi là giúp đỡ em lúc này thôi. Thôi không anh có về. Gì đâu. Thôi các anh về đi, em không cần đâu. Bọn anh về. Chỉ muốn giúp em thêm tí thôi mà. Mình muốn giúp đỡ bạn là trong khi... Thôi các anh đi về đi, đi ra đi. Người ta đang sợ vậy anh em. Còn anh để chút đồ đấy cho em nhé. Mình có nướng cái ngô ở đây, bạn thì bạn nói thì bạn ăn nhé. Mình nướng cái ngô ở trong đống lửa đấy. Anh ơi, anh như tâm lý này chắc là bị bắt nạt nhiều lắm anh ạ. Thì mới thấy tâm lý rất là sợ sệt luôn. Giống như là người ta bị kỳ thị nhiều rồi. Ừ, đúng rồi, người ta bị kỳ thị nhiều rồi. Rất là sợ. Thank you.
vào để hỏi han người ta xem. Bạn đi chạy lòng mà bạn đi sửa cái túi. Bạn đó 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 phải ăn. Thế tội nghiệp. Rất là thương mà bây giờ không hiểu, không hỏi được cái hoàn cảnh người ta như thế nào. Người ta cứ xuống đường không trải lòng, nó chỉ biết làm sao thế bây giờ. Thế là bây giờ gọi sư phụ đi xem là sư phụ. Ừ đúng rồi, mình biết bây giờ. Anh nghĩ bây giờ là phải gọi sư phụ lên là để xem sư phụ giải quyết hay là sao. Chứ bây giờ anh em mình đã lên mấy lần hỏi như thế rồi. Thì để gọi sư phụ lên xem là sư phụ cách giải quyết là nó hợp lý hơn không. Không, thực ra thì em thấy là đây là do cái gọi là cái kiểu phản ứng với người lạ, khi người ta bị kỳ thị nhiều thì người ta có như vậy thôi, chứ còn cũng không phải là ấy đâu, thì anh em mình cũng không có làm gì thì... chứ không phải là nghiện ngập hay là ấy gì đâu. Mà bây giờ là do hình dáng người ta như thế thì anh em mình sẽ gọi sư phụ lên để xem nó cái giải quyết như thế nào.